Nga tuyên bố tiếp tục tấn công không thương tiếc lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Quân đội Nga cho biết họ biết vị trí của các lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine và quyết tâm tiếp tục tấn công vào lực lượng này. Hôm 14 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các chính phủ phương Tây khuyến khích công dân của họ sang Ukraine chiến đấu chống lại Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người này. Bộ này khẳng định quân đội Nga sẽ tiếp tục những đòn tấn công tương tự vụ phá hủy căn cứ Zaporizhzhia hôm 13 tháng 3 và không nương tay với lính đánh thuê. Trong tuyên bố hôm 14 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói: "Chúng tôi biết mọi vị trí của lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Tôi muốn cảnh báo với các vị rằng sẽ không có sự thương tiếc nào đối với lính đánh thuê, bất kể họ ở đâu trên lãnh thổ Ukraine." Tướng Konashenkov nói rằng một số chính phủ phương Tây khuyến khích công dân nước họ làm lính đánh thuê chống lại quân Nga. Ông này bổ sung thêm, tất cả trách nhiệm về cái chết của nhóm công dân nước ngoài này ở Ukraine hoàn toàn gắn với ban lãnh đạo các nước đó. Phát ngôn viên Konashenkov nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục các cuộc tấn công chính xác có mục tiêu rõ ràng, tương tự cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào các căn cứ quân sự ở Zaporizhzhia và Staryvyi thuộc miền Tây Ukraine. Moscow cho rằng loạt tên lửa đã giết chết 180 chiến binh nước ngoài tại các cơ sở của Lê Dương quốc tế Ukraine. Trong khi đó, Kiev nói rằng chỉ có 35 người thiệt mạng và 130 người bị thương trong cuộc tấn công vào Trung tâm Quốc tế về gìn giữ hòa bình và an ninh, căn cứ quân sự từng được NATO sử dụng để huấn luyện binh sĩ Ukraine. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.